và phần 4 là tả định vị thương hiệu. Và tiếp theo em xin nhường phần trình bày cho bạn Yến Nhi. Chào cô và các bạn. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về khái niệm về đặc tính thương hiệu và các chương trình truyền thông của công ty. Phần thuyết trình của em đến đây là hết. Tiếp theo là của một bạn khác trong nhóm. Dạ, tiếp theo em xin làm rõ khía cạnh thương hiệu giống như là một con người, là cá tính của thương hiệu. Trên khía cạnh này, đặc tính của một thương hiệu được xem xét ở góc độ như là một con người, vốn phong phú và thú vị hơn nếu như xem xét trên khía cạnh như một sản phẩm. Cũng giống như một con người, thương hiệu cũng có thể được cảm nhận với các cá tính như là tính vượt trội, tính cạnh tranh, độc đáo, ấn tượng, tính tin cậy, tính hài hước hóm hỉnh, tính năng động, cầu kỳ hay là sự trẻ trung hoặc là trí tuệ. Những cái tính này có thể tạo nên một cái thương hiệu mạnh qua các cách khác nhau. Điều quan trọng đối với một công ty là xác định chính xác cá tính thương hiệu của mình để tạo được ảnh hưởng với nhóm khách hàng mục tiêu. Lý do là vì cá tính thương hiệu dẫn đến tăng tài sản thương hiệu và xác định tính cách của thương hiệu trên thị trường. Ví dụ giống như là ví dụ về cá tính thương hiệu, khách hàng thường có nhiều khả năng mua sản phẩm của một thương hiệu nếu cá tính của nó tương tự như họ. Có 5 nhóm cá tính thương hiệu chính như là sôi nổi, thường là vô tư và trẻ trung, chân thành, tốt bụng, chu đáo và hướng về các giá trị gia đình, mạnh mẽ, thô ráp, cứng rắn, hoạt động ngoài trời và thể thao. Nhóm cá tính tiếp theo là năng lực, là thành công, lạnh, thành đạt và có sức ảnh hưởng. Tiếp theo là tinh tế, thanh lịch, uy tín và đôi khi là nổi bật. Ví dụ giống như là đô chọn dầu gội đô, chọn sự chân thành là cá tính thương hiệu của mình để thu hút người tiêu dùng nữ tính. Các thương hiệu xa xỉ như là Michael Kors và Chanel nhắm đến sự tinh tế. Cá tính thương hiệu của họ tập trung vào lối sống thượng lưu, quyến rũ và hợp thời trang thu hút người tiêu dùng. Tiếp theo là thương hiệu giống như là một biểu tượng. Một biểu tượng có thể làm cho dễ dàng được gợi nhớ bởi sự ấn tượng và sâu sắc. Sự thiếu vắng của một biểu tượng trong một thương hiệu sẽ là một bất lợi rất là cơ bản và là ngược lại. Sự hiện diện của nó nhiều khi đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển của thương hiệu. Việc xem xét một biểu tượng như một phần của đặc tính thương hiệu đã phần nào phản ánh được năng lực tiềm năng của nó. Thương hiệu thể hiện qua biểu tượng có thể thể hiện qua tên, logo, khẩu hiệu, nhãn hiệu, bao bì hay là màu sắc đặc trưng. Nhận diện thương hiệu được nâng cao thông qua sử dụng hình ảnh tài trợ thể thao, văn hóa, nhân vật nổi tiếng để kết hợp với các phương tiện truyền thông nhằm thu hút sự chú ý, tạo niềm tin và tăng sự nhận biết thương hiệu. Chẳng hạn như là có rất nhiều ví dụ về biểu tượng của các thương hiệu chúng ta vẫn thường thấy hàng ngày, giống như là hình ảnh cô gái Hà Lan trên hộp sữa Dutch Lady, hình ảnh anh đầu bếp trên gói mì Hảo Hảo hay là chú ong đỏ trước cửa tiệm của Jollibee. Biểu tượng đã có từ rất rất lâu ở các nước phương Tây và nó được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng để đại diện cho thương hiệu của mình. Xu hướng này cũng đang lan dần sang Việt Nam. Có thể kể ra như một số ví dụ giống như là cám, con cò, dầu ăn Neptune hoặc là Bee Tiger. Lợi ích của biểu tượng trong xây dựng thương hiệu có việc xây dựng biểu tượng của thương hiệu đem lại rất là nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Đầu tiên là thu hút sự chú ý của công chúng. Tiếp theo là góp phần tạo nên bản sắc riêng cho doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp thị sản phẩm và sự sáng tạo trong việc xây dựng thương hiệu và marketing. Dạ, em xin nhường phần thuyết trình lại cho bạn tiếp theo.
Tiếp theo là phần định vị thương hiệu. Trước tiên thì em mời cô và các bạn cùng xem một video nho nhỏ. Ra mắt thương hiệu này đã mời mình mới tới Viên Sài Gòn ra mắt thêm dòng sản phẩm mới là Sài Gòn Chill. Trong sự kiện ra mắt thương hiệu này đã mời Sitting Tip và có cả Emily và Big Daddy là đại sứ thương hiệu. Và dòng sản phẩm này có các thông điệp chính là Chill, Chill 2, lọc lạnh sâu ở 2 độ C, lên như dòng. Nhưng mà kiểu mỗi khi cân nhắc đến từ Chill thì tất cả mọi người chúng ta đều nghĩ ngay đến Strongbow đúng không? Và xem hết video này thì các bạn sẽ hiểu định vị thương hiệu là như thế nào. Như các bạn đã biết thì Strongbow đã chiếm trọn từ Chill khi kết hợp với Denzo để tạo ra hit bài này Chill Fest với 123 triệu view. Và sau đó họ lại tiếp tục kết hợp với nhóm Chilli để ra hit Cứ Chilli với 39 triệu view. Như vậy là Strongbow đã đón đầu xu hướng indie và khéo léo đưa sản phẩm của họ đi sâu vào đời sống của khách hàng mục tiêu. Và hiện tại thì Bia Sài Gòn cũng đang đón đầu xu hướng nhạc rap, nhưng mà để chiếm được từ Chill từ Strongbow thì các bạn hơi khó đấy. Như vậy đơn giản định vị thương hiệu là định ra cho sản phẩm một vị trí khác biệt trên thị trường. Thế là bây giờ bên Sài Gòn muốn chiếm được từ chiêu của Sambo thì có vẻ khá vất vả đấy nhỉ? Mình mới thấy bên Sài Gòn ra. Cô và các bạn vừa coi một video nói về chiêu của cứ nhắc tới từ chill thì người ta sẽ nhớ nhớ tới là thương hiệu Strongbow. Nó cũng gắn với các đi kèm với các bài hát như là cứ chill đi hay là bài này chill phết. Nó khá là nổi tiếng một thời. Vậy đậm vị thương hiệu là gì? Đậm vị thương hiệu là tập hợp các hoạt động nhằm tạo ra thương hiệu một vị tạo ra cho thương hiệu một vị trí xác định trong tâm trí của khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh và tạo cho thương hiệu một hình ảnh riêng để đi vào nhận thức của khách hàng. Định vị thương hiệu còn là sự xây dựng, là xây dựng điều mà khách hàng có thể liên tưởng ngay khi đối diện với thương hiệu. Và tầm ảnh hưởng của thương hiệu thì đóng vai trò rất là quan trọng. Mỗi ngày thì mỗi ngày thì khách hàng tiếp nhận rất là nhiều thông tin ở mọi lúc mọi nơi, thì khó có thể mà ghi nhớ được một số thông điệp cụ thể của thương hiệu một thương hiệu nào đó. Vì vậy để mà làm cho thương hiệu quen thuộc với lại người tiêu dùng thì chúng ta thường có phải thông qua các câu slogan hay các đoạn quảng cáo tuyên truyền gì đó. Ví dụ như là có một thời gian điện máy xanh rất là nổi với câu nói là với một cái bài hát đó là bạn muốn mua tivi đến điện máy xanh, bạn muốn mua tủ lạnh đến điện máy xanh, đi đâu cũng phát. Từ từ điện máy xanh cũng dần quen thuộc với mọi người. Từ đó khi mà muốn mua tivi hay là các thiết bị điện tử gì đó, họ đều chọn điện máy xanh. Tiếp theo là định vị khách hàng dựa vào định tiếp theo là định vị phải dựa vào khách hàng và lợi thế của công ty. Các thương hiệu được phân tích theo sự định vị của nó trên thị trường, tập trung làm rõ các thuộc tính khác biệt và lợi thế của thương hiệu trong một bối cảnh cạnh tranh cụ thể. Và việc định vị cần dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng của bốn câu hỏi là: vì sao khách hàng mua hay mua vì cái gì? Ví dụ như là iPhone có một khách hàng hay mua iPhone vì nó có một hệ điều hành rất là riêng biệt và thiết kế độc lạ. Còn một số người có thể mua iPhone vì nó vì thường nó sẽ chạy theo xu thế, nó sẽ ra sản phẩm vào ví dụ như mọi năm vào tháng 9 thì iPhone thường ra các loại sản phẩm mới. Và câu hỏi tiếp theo là đối tượng mục tiêu của thương hiệu là ai. Ví dụ như là thị trường mục tiêu của Nike là bóng rổ và chạy bộ là nhiều, còn Adidas sẽ tập trung vào nhiều hơn vào bóng đá và quần vợt, vân vân. Khách hàng sử dụng sản phẩm khi nào, khách hàng
công ty cần nghiên cứu là khách hàng sẽ thường mua sản phẩm khi nào và tại sao phải mua sản phẩm đó, và độ cần thiết của sản phẩm đối với khách hàng. Câu hỏi tiếp theo là đối thủ cạnh tranh là ai? Ví dụ như là cuộc cạnh tranh dai dẳng của Pepsi và Coca thì luôn luôn không có hồi kết, và nó xảy ra mọi lúc mọi nơi. Định vị là một khái niệm rất cần thiết để công ty xác định vị trí của mình trên thị trường. Và một thương hiệu thì có thể là có rất nhiều sản phẩm, ví dụ như là công ty Mansan thì bao gồm nhiều sản phẩm như là ví dụ như là nước mắm Chinsu xô, hay là mì ăn liền Omachi, hay là Vina cà phê. Vì vậy bốn câu hỏi định vị thị trường thì khó có thể đầy đủ thông tin về các sản phẩm mà cụ thể nào đó, và định vị sản phẩm cũng giúp ta phân biệt giữa không thể giúp ta phân biệt giữa các sản phẩm, ví dụ như là công ty ví dụ như là Adidas và Nike. Cả hai công ty đều được nộp đơn theo danh mục là công ty sản xuất đồ thể thao và dụng cụ thể thao, nhưng chúng lại có nhiều điểm khác nhau. Vì vậy bốn câu hỏi trên thì không thể nào mà giúp chúng ta phân biệt rõ ràng những thương hiệu trên. Và công ty muốn chiếm được vị trí trong lòng khách hàng thì cần phải phân tích 8 tiêu chí sau, là hình thức của sản phẩm, về kiểu dáng, thiết kế, bao bì, màu sắc có thích hợp với định vị của thị trường của nó không. Thứ hai là khả năng và động cơ mua sắm của khách hàng sẽ như thế nào qua sự định vị của thương hiệu. Thứ ba là sự định vị này sẽ mang lại một mô hình quy mô thị trường như thế nào. Thứ tư là sự định vị này có tính khả thi không. Thứ năm là ngân sách tài chính cần dành cho sự định vị này là bao nhiêu. Thứ sáu là sự định vị này có cụ thể, rõ ràng và có tính khác biệt cao không. Thứ bảy là sự định vị này có tận dụng được những lợi thế và chất lượng chính của sản phẩm hay không. Thứ tám là sự định vị này có khả năng thích ứng, thay đổi trong trường hợp suy thoái của sản phẩm hay không. Tiếp theo là thị trường mục tiêu và đối thủ cạnh tranh. Thị trường mục tiêu là xác định những khách hàng, cần phải xác định những khách hàng mục tiêu và là điều cực kỳ quan trọng đối với một doanh nghiệp, bởi lẽ những nhóm khách hàng khác nhau sẽ có những mối quan tâm và nhận thức về thương hiệu khác nhau. Ví dụ như là Uniqlo thì sẽ cam kết về chất lượng và chú trọng đến phong cách, còn Zara thì sẽ thỏa mãn xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng. HM thì sẽ nghiên cứu dự đoán ra xu hướng. Tiếp theo là bối cảnh cạnh tranh. Bối cảnh cạnh tranh là khi quyết định một phân đoạn khách hàng nào đó thì phải xác định một cách rõ ràng tình hình cạnh tranh trong phân đoạn này, bởi lẽ có những công ty cũng có hoặc đang có dự định chiếm lĩnh phân đoạn này. Ví dụ như là bài học của Kodak đã đánh giá đối thủ cạnh tranh một cách sơ suất khi mà Kodak liên tục dẫn đầu trong lĩnh vực phim chụp ảnh vào nhiều năm trước, nhưng hãng nhận thấy Fuji chính là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của mình trong thị trường này. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đối thủ cạnh tranh chủ yếu là Sony và Canon cùng những nhà sản xuất chụp hình kỹ thuật số khác, và do chỉ tập trung vào lĩnh vực phim nhựa mà đã chạm chân vào thế giới cực kỹ thuật số. Và hiện nay thì máy chụp hình kỹ thuật số lại bán chạy hơn là máy chụp phim bởi vì sự tiện lợi của nó, và Kodak đã bị rớt sau rất nhiều so với các hãng cùng thời lúc bấy giờ. Và Sony, một hãng mà không lâu đó họ vẫn chưa đánh giá là đối thủ cạnh tranh, đã vượt lên, và Kodak đã
bị chậm lại so với thị trường phim ảnh hiện nay. Tiếp theo là phần trình bày của bạn Lam. Dạ, em tên Lâm và em xin thuyết trình phần tiếp theo của nhóm em. Đó là các định vị thương hiệu. Đây là các lựa chọn cơ bản để định vị một thương hiệu. Lựa chọn định vị rộng là doanh nghiệp không đủ nguồn lực để dẫn đầu toàn bộ các khía cạnh giá trị chuyển giao cho khách hàng, nên doanh nghiệp cần lựa chọn giữa các khả năng tập trung vào một cái hình như âm thanh bị sao á. Lâm ơi, tắt Lâm tắt mic mất rồi, nãy giờ không nghe được gì hết. Đây là các lựa chọn cơ bản để định vị một thương hiệu. Lựa chọn định vị rộng là doanh nghiệp không đủ nguồn lực để dẫn đầu toàn bộ các khía cạnh giá trị chuyển giao cho khách hàng, nên doanh nghiệp cần lựa chọn giữa các khả năng tập trung vào một khía cạnh để dẫn đầu trong một khía cạnh đó. Một ví dụ cho định vị rộng có nghĩa là khi một khách hàng khi chuẩn bị mua xe hơi thì họ có sắp xếp ra những đặc tính mà họ muốn nhắm tới, những thương hiệu sở hữu những đặc tính này trên thị trường thì chúng mình phải xác định được là thương hiệu của mình đang mạnh về những mảng nào và mình nhắm vào những mảng đó để mình bán xe của mình. Lựa chọn đơn vị đặc thù là tập trung vào một giá trị duy nhất khi nó trở thành lý do để khách hàng mua, hay lựa chọn định vị về giá trị người tiêu dùng có rằng khoản tiền mà họ bỏ ra mua một hàng hóa nào đó thì hàng hóa đó sẽ xứng đáng với giá trị mà họ bỏ ra. Khi nghiên cứu các định vị đặc thù xuất phát từ thực tiễn kinh doanh và định hướng thì các doanh nghiệp có thể sử dụng các như những cách thức sau đây, như định vị theo lợi ích, như là bột giặt thoai giúp quần áo trắng hơn, sạch hơn, và truyền thông tập trung lại khẳng định vào như là thoai mới là trắng. Định vị theo thuộc tính, cách định vị này cần kèm theo thông điệp lợi ích mà thuộc tính đó đem lại, nếu không thì không có ý nghĩa gì hết. Như là định vị vị nguyên hàm lượng IGCG của trà xanh không độ là một dạng định vị theo thuộc tính liên kết hữu hình và liên kết thuộc tính vô hình. Các mỹ phẩm từ thiên nhiên không chất bảo quản và chất kích thích. Đây là chiến lược định vị dựa vào lợi ích sản phẩm và tính cách khách hàng. Rồi, khoan, 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 khoan. Và đây là cái chiến lược định vị thương hiệu. Cái định vị thương hiệu dựa vào thuộc tính sản phẩm. Với chiến lược này, các doanh nghiệp tập trung xây dựng thương hiệu dựa trên cái thuộc tính của sản phẩm, làm tăng cảm nhận của khách hàng và tạo ra sự khác biệt. Các sản phẩm đẹp, tốt có thể giữ chân được khách hàng, nhưng mà nó sẽ có nhược điểm là thời kỳ công nghệ thay đổi nhanh chóng thì thuộc tính có thể bị sao chép bởi cái thương hiệu đi sau một cách dễ dàng. Các đối thủ cạnh tranh cũng có thể học hỏi kinh nghiệm và đưa ra những sản phẩm có đặc điểm và thuộc tính vượt trội hơn, làm triệt tiêu các lợi thế cạnh tranh của thương hiệu của mình. Đây là chiến lược định vị dựa vào lợi ích sản phẩm và tính cách khách hàng để xác lập các hình ảnh thông qua các biểu tượng. Chiến lược này xác định những lợi ích gì khách hàng sẽ nhận và trả lời các câu hỏi. Lợi ích gì đối với tôi khi mua sản phẩm này? Do mỗi phân khúc thị trường khác nhau nên doanh nghiệp cần phân khúc thị trường xác định khách hàng mục tiêu và lợi ích của họ như thế nào để xác định sản phẩm và dịch vụ phù hợp. Thực tế khách hàng mua sản phẩm của họ sẽ coi tính cách của thương hiệu có phù hợp với mình không. Do đó các nhà làm thương hiệu thường nhân cách hóa sản phẩm, dịch vụ của mình trong các hành động xây dựng và định vị thương hiệu. Và phần thuyết trình của em tới đây là kết thúc và em xin nhường phần thuyết trình cho bạn tiếp theo. Chào cô, các bạn, em sẽ thuyết trình phần tiếp theo, đó là tái định vị và thương hiệu.
thì trước hết đi vào định nghĩa tái định vị thương hiệu là gì. Tái định vị thương hiệu là công việc làm mới hình ảnh của thương hiệu, tạo một sức sống mới cho thương hiệu nhằm đáp ứng những thay đổi của thị trường cũng như những người tiêu dùng hay một mục đích hay một mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Tái định vị thương hiệu cũng có thể coi là một chiến lược thay đổi vị trí cảm nhận về thương hiệu trong tâm trí của khách hàng mục tiêu. Vì sao phải cần tái định vị lại thương hiệu? Thứ nhất, bởi vì thị trường luôn dao động. Thứ hai, nhu cầu khách hàng luôn thay đổi. Một khách hàng khi họ có đến thu nhập hoặc là các yêu cầu chạy theo thời thế thì nhu cầu khách hàng luôn thay đổi. Thứ ba đó là tạo ấn tượng mạnh đối với khách hàng. Khi một thương hiệu họ tạo một cái ấn tượng mạnh đối với khách hàng thì sẽ làm khách hàng nó hứng thú hơn, họ sẽ cái khách hàng nó sẽ để tâm tới cái thương hiệu đó hơn. Cuối cùng là nhấn mạnh cá tính khác biệt của thương hiệu. Thì vậy doanh nghiệp cần tái định vị lại khi nào? Đó là khi thương hiệu hiện tại đã bị lu mờ, không có chỗ đứng rõ ràng. Thứ hai là doanh nghiệp thay đổi cơ bản về chiến lược và thị trường mục tiêu. Thứ ba, doanh nghiệp xâm nhập vào ngành kinh doanh mới và thương hiệu hiện tại không còn phù hợp. Thứ tư, đối thủ cạnh tranh xuất hiện và chiếm ưu thế. Thứ năm, đổi mới văn hóa doanh nghiệp. Và cuối cùng đó là doanh nghiệp mở rộng nhãn hàng để thu hút khách hàng mới hoặc cần qua các phương pháp mới mà định vị thương hiệu hiện tại không hiệu quả. Sau đây là những lưu ý khi định vị lại thương hiệu. Đó là khi định vị lại thì phải duy trì được cốt lõi của thương hiệu. Bởi vì ngoài cái mục đích tự làm mới và điều chỉnh chiến lược kinh doanh để theo kịp các thay đổi thì việc tái định vị lại thương hiệu còn có mục đích khác, đó là mở rộng các ngành nghề kinh doanh. Khi một doanh nghiệp mở rộng các ngành nghề kinh doanh ra, họ vẫn giữ được các cốt lõi thì những khách hàng ở các sản phẩm đã sử dụng trước thì họ sẽ biết đến thương hiệu ở cái sản phẩm mới và khả năng là họ sẽ qua dùng sản phẩm mới này nhiều hơn. Và tiếp theo là phải có tầm nhìn xa và thích ứng kịp thời. Việc tái định vị lại thương hiệu là một vấn đề rất khó khăn, do vậy cần phải có một tầm nhìn xa và khả năng thích ứng với thị trường để thực hiện để phục vụ cho chiến lược thương hiệu trong tình hình mới hay khi doanh nghiệp muốn thay đổi nhóm khách hàng mục tiêu để sang một giai đoạn mới. Và cuối cùng là nhóm em có một clip nói về việc đổi mới thương hiệu của Viettel. Chương trình của nhóm em đến đây là hết. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn bài trình bày của nhóm số 9. Nếu các bạn có hỏi gì thì các bạn hỏi nha. Thì nhóm số 9 thì cũng đã bổ sung và nhắc lại một số những cái nội dung liên quan tới cái phần đặc tính thương hiệu rồi đúng không ạ?
cô sẽ tóm tắt lại một số phần chính mà các bạn cần phải nắm được và lưu ý, mặc dù là những cái phần này hai nhóm đều đã thuyết trình hết rồi và trình bày rất là kỹ rồi ha, nhưng mà để cho nó kỹ thêm một lần nữa trước khi mà chúng ta bắt tay vào làm những cái công việc khác liên quan tới việc là phân tích cũng như làm rõ những cái khái niệm này ở trên các cái điển cứu và bắt tay vào để mà xác định một cái đặc tính thương hiệu cho một cái sản phẩm hay một cái ý tưởng gì đó, thì cô sẽ nhắc về mặt lý thuyết trước ha. Thì như là các nhóm đã trình bày, các bạn thấy đặc tính thương hiệu đó là gì ạ? Đó là một cái tập hợp, đúng không ạ? Một tập hợp các cái yếu tố mà nó sẽ liên kết chặt chẽ với nhau để nó thể hiện ra một cái định hướng, cái mục tiêu của cái triết lý kinh doanh, hoặc là nói xa hơn đó là ý nghĩa của cái thương hiệu đó. Tại sao cô lại nói là ý nghĩa của thương hiệu? Bởi vì các bạn thấy là khi mà khách hàng mua một cái sản phẩm, đúng không, thì người ta sẽ quan tâm tới việc là sản phẩm đó sẽ thỏa mãn cái nhu cầu gì của họ, lợi ích mà sản phẩm nó mang lại. Thì tất nhiên là một cái thương hiệu để mà đi được vào trong tâm trí khách hàng, được khách hàng yêu thích, thì tất nhiên nó phải trải qua cái quá trình đầu tiên này, tức là nó phải có một cái lợi ích gì đó thực tế cho khách hàng trước cái đã. Nhưng mà các bạn thấy là bởi vì cái sự cạnh tranh nó quá lớn ở trên thị trường hiện nay, cho nên là khách hàng á, người ta sẽ không có phải là chỉ đưa ra một cái yếu tố duy nhất là nó thỏa mãn lợi ích của mình thì mình mua nữa, mà người ta còn đem gì các bạn, đem cả cái gì ạ? Đem cả cái cảm xúc của mình vào trong đó, đem cả cái gọi là cái cảm nhận về chất lượng ha, cái liên tưởng về thương hiệu, thậm chí là họ còn quan tâm tới cái gọi là những cái giá trị vượt quá khỏi cái lợi ích, tức là nó không liên quan gì tới lợi ích nữa đó ha. Nhưng mà nó là một cái định hướng và một cái ý nghĩa mà thương hiệu mang lại, hỗ trợ bên cạnh lợi ích mà sản phẩm mang lại cho khách hàng, thì họ sẽ chọn mua cái sản phẩm đó. Như các bạn thấy là có thể là bên cạnh cái việc là tạo ra một cái sự thỏa mãn cho khách hàng á, thì chúng ta phải biết được cái tầm quan trọng của cái giá trị sâu xa và lâu dài hơn của một cái thương hiệu, đó là họ phải xây dựng, gìn giữ và lan tỏa một số những cái giá trị tốt đẹp, tức là cái đặc tính, cái định hướng ha, cái ý nghĩa, cái định hướng, cái triết lý kinh doanh của thương hiệu đó. Ví dụ như là các bạn thấy là cái bánh xà phòng Lifebuoy á các bạn, cái cục xà phòng Lifebuoy á, thì rõ ràng là gì các bạn, mục tiêu của nó là gì, khách hàng mua để làm gì ạ? Để rửa tay và diệt vi khuẩn, có đúng không? Nhưng mà Lifebuoy á, người ta hướng tới cái sứ mệnh và cái nỗ lực của họ là bảo vệ cuộc sống của chúng ta thông qua việc giữ tay sạch. Đó, thông qua việc giữ tay sạch. Thì thông qua cái định hướng này đó, người bên cạnh việc là xây dựng một cái giá trị nó sâu xa hơn, nó còn truyền tải đi một cái giá trị và một cái thói quen tốt đẹp. Đó là chúng ta hãy gì các bạn, luôn luôn giữ tay sạch sẽ, đặc biệt là với trẻ em, về vi khuẩn, virus vân vân á, thì nó càng ngày càng nhiều, cho nên cái việc là chúng ta phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ tay của mình, tại vì tay của mình là cái nơi mà mình có thể truyền đi cái virus, cái vi khuẩn nó dễ dàng nhất á, đúng không? Cho nên là các bạn thấy Lifebuoy người ta đã đưa ra được một cái chương trình ha, và nó xuyên suốt trong cái quá trình xây dựng cái thương hiệu của họ rất là nhiều năm, để mà truyền tải cái giá trị và cái sứ mệnh tốt đẹp này. Đó là gì các bạn? Cái chương trình đó là Promoting Hand High Gift to Help Save Life, tức là gì các bạn? Chúng ta hãy cố gắng gọi là lan truyền cái việc là giữ tay sạch sẽ để mà cứu lấy cái cuộc sống của chúng ta. Rồi ví dụ như là các bạn thấy cái ý nghĩa, cái đặc tính
cái thương hiệu, cái triết lý kinh doanh ngoài cái việc là OMO có thể tẩy sạch được vết bẩn á, thì người ta còn truyền cái cảm hứng, tức là OMO ở đây còn truyền cái cảm hứng để tạo ra được một cái thế giới tốt đẹp cho trẻ em thông qua lắm bẩn và trải nghiệm. Đó là nó diễn ra xuyên suốt trong cái quá trình truyền thông của OMO. Các bạn có nhớ những cái quảng cáo mà những cái đứa trẻ nó chạy chơi ngoài mưa đúng không, rồi nó chơi đá banh nè, rồi nó lắm bẩn rất là dơ, nhưng mà nó sẽ được trải nghiệm các cái hoạt động đó. Và cái series hoạt động đó là gì các bạn, được đặt tên nó là gì các bạn? Dirt is good, tức là bẩn, nhưng mà những cái vết bẩn này nhưng mà nó rất là tốt đó. Và đặc biệt hơn nữa và khôn khéo hơn nữa đó, thì OMO còn lôi kéo cái sự tham gia của người tiêu dùng vào cái chương trình của mình thông qua việc là OMO đã gây một cái quỹ xây dựng hồ bơi và dạy bơi cho trẻ em. Thì từ cái Dirt is good nó chuyển thành cái Take Dirt to Give Dirt, và tức là thông qua cái việc là gọi là gì các bạn, lấy những cái vết bẩn này và trao nó đi. Thì OMO thông qua cái chương trình này đó đã bồi đắp được những cái niềm tin và cái thiện cảm của công chúng để mà họ hỗ trợ trong cái việc là hình thành cái gọi là cái ý nghĩa của thương hiệu lâu dài của mình. Thì đặc biệt ở Việt Nam của chúng ta đó, chương trình này được thực hiện ở Việt Nam, đó là gì? Vì 1 triệu trẻ em Việt Nam được tự tin lắm bẩn và vui chơi an toàn. Thông qua việc là họ gây quỹ nè, xong rồi là họ xây dựng những cái hồ bơi, đặc biệt là ở phía cái vùng miền Tây của mình đó các bạn, thì tới cái mùa lũ rồi đó thì rất là hay xảy ra những cái trường hợp là đuối nước á, do không biết bơi rồi đó, thì họ xây dựng cái hồ bơi đó và tổ chức dạy bơi cho trẻ em. Thì các bạn thấy là nó phát triển ra thành cái hoạt động cộng đồng như vậy, và lôi kéo, thậm chí là lôi kéo người tiêu dùng tham gia vào. Và cái việc ở đây cô cũng nói luôn thôi, tại vì nó liên quan tới cái việc xây dựng thương hiệu á, thì hiện nay nó các cái thương hiệu người ta đang cố gắng dùng cái cách tương tác với khách hàng, đó là lôi khách hàng vào tham gia cùng với mình, nó sẽ có những cái lợi ích rất là đặc biệt. Thứ nhất là ví dụ như cái trong cái chương trình OMO này, thay vì OMO trích ra một cái khoản tiền là 10 tỷ đồng đúng không các bạn, để xây dựng hồ bơi, để mà làm một cái chương trình dạy bơi cho trẻ em, thì họ vừa phải tự mình tốn tiền đúng không ạ, nhưng mà họ không có sự dây kết nối tốt bằng việc là gì, khuyến khích và kêu gọi người dân đóng góp vào. Thì đóng góp vào bằng rất nhiều hình thức ha, có những brand, có những thương hiệu thì có thể là khi mà mua sản phẩm, một sản phẩm thì sẽ trích ra là mấy trăm đồng hay 1.000 hay cái gì đó để mà trích vào quỹ. Rồi thậm chí là ví dụ như là có những cái chương trình và người ta thu lại những cái bao bì, hoặc là thu lại những cái vỏ, những cái tách chai vân vân, thì sẽ được quy thành tiền để thực hiện, hoặc là thậm chí là kêu gọi đóng tiền vô luôn ha. Thì có nhiều cách để mà người ta huy động cái sự tham gia về mặt vật chất của khách hàng vào. Và các bạn biết là gì, khi mình kêu gọi như vậy đó và mình sẽ bồi đắp thêm vào, tất nhiên là doanh nghiệp cũng sẽ bỏ thêm một cái khoản tiền lớn vào để mà thực hiện cái chương trình này và run cái chương trình này. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải tiết kiệm được một khoản chi phí nhất định rồi đúng không, nhờ cái sự tham gia rất là nhiệt tình của người tiêu dùng. Và một cái hiệu quả thứ hai là lôi kéo người tiêu dùng tham gia vào chương trình của mình, và người tiêu dùng cảm thấy là gì, mình là gì các bạn, mình là một phần của cái hoạt động từ thiện này hoặc là cái dự án này, và thậm chí là gì các bạn, mình là một phần của cái gì ạ, một phần của cái thương hiệu này và khi mà các bạn cảm thấy là mình của một phần của cái gì đó thì tự nhiên các bạn sẽ phải có trách nhiệm, tức tự nó sinh ra thôi ha, mình có trách nhiệm ha, mình quan tâm, mình bồi đắp và mình thương yêu và mình có dành nhiều tình cảm cho nó hơn đó. Các bạn thấy là gì ạ, ngày nay thương hiệu, các thương hiệu lớn người ta đang hướng tới cái việc là gì các bạn, tạo ra ý nghĩa thương hiệu, tức là giá trị sâu xa và lâu dài hơn cái việc là đơn thuần dựa trên việc sản phẩm này giúp giải quyết được nhu cầu gì cho khách hàng, đúng không? Ví dụ như là cái thương hiệu xe Volvo chẳng hạn, thì tất nhiên là những cái sáng chế trong cái việc là bảo vệ người ta đi xe nó an toàn ha, những cái thiết bị hoặc là những cái phương tiện ở trên xe nó hỗ trợ cho người tiêu dùng, người ta đi xe người ta có thể an toàn hơn rồi, nhưng mà cái giá trị sâu
xa đó là gì các bạn? Bảo vệ bạn ở mọi lúc mọi nơi, hay là bảo vệ cho cả gia đình bạn trên tất cả các cung đường. Tự nhiên mình thấy gì các bạn, cái giá trị nó sâu xa mà nó lâu dài và nó có ý nghĩa, và cảm giác là họ có trách nhiệm, cái thương hiệu đó người ta có trách nhiệm với khách hàng, người ta có trách nhiệm với xã hội hơn. Và các thương hiệu bây giờ người ta đang tạo ra cái điều đó, và cái điều đó nó là cái gì các bạn ơi? Nó chính là cái gì ạ? Cái phần hồn của cái thương hiệu đó, cái phần hồn của cái thương hiệu. Và nó cũng chính là một phần của cái đặc tính thương hiệu phát triển lên. Nó là đặc tính của thương hiệu phát triển lên. Vậy thì cái đặc tính của thương hiệu chúng ta có thể hiểu là gì các bạn? Một tập hợp các cái yếu tố mà nó thể hiện được một cái đặc trưng của thương hiệu. Nó thể hiện qua rất nhiều yếu tố, đúng không ạ? Cảm nhận của khách hàng nè, rồi thậm chí là những cái phần cứng như là logo, như là tên gọi, như là bản thân sản phẩm, vân vân, rất là nhiều thứ. Đó chính là cái khái niệm về đặc tính thương hiệu. Thì các nhóm các bạn cũng đã trình bày ra hết rồi. Thì lý do vì sao mà chúng ta cần phải xây dựng được đặc tính thương hiệu, đó là trong một cái gọi là một cái thị trường mà hàng loạt các cái sản phẩm, hàng loạt các cái thông tin, hàng loạt những cái tên tuổi nó đưa ra như vậy, thì khách hàng họ sẽ lựa chọn cái thương hiệu mà mình tin tưởng và mình thích, đúng không? Và nó phù hợp với mình nữa. Cho nên là họ sẽ ưu tiên chọn được những cái thương hiệu nào mà thương hiệu đó thể hiện được cá tính riêng của thương hiệu mình. Như hồi nãy một bạn trình bày có nói là khách hàng thường thường á, họ sẽ lựa chọn cái sản phẩm nào mà có cái cá tính á, gần gần giống với mình á, là đúng rồi đó. Tức là nó phù hợp với mình, có thể là sang trọng, đúng không? Ví dụ có thể là thể hiện một cái sự trẻ trung, một cái sự mạnh mẽ, một cái sự uy tín, một cái sự hóm hỉnh, vui nhộn, vân vân, đúng. Rolls Royce nè, Mercedes và BMW nè, rồi Cadillac nè, đúng không? Thì ba cái dòng xe nào cũng đắt tiền cả, gọi là xe cao cấp đắt tiền. Nhưng mà các bạn thấy là khi người Rolls Royce chẳng hạn thì thường là dành cho và doanh nhân ở đây BMW và Mercedes nó khác nhau ở chỗ nào? Tức là thể hiện cho sự sang trọng và thành đạt. Thì thường là cái giới doanh nhân người ta hay sử dụng. Nhưng mà những người lớn tuổi một tí á, thì họ sẽ có xu hướng sử dụng Mercedes, bởi vì Mercedes nó cái đặc tính của nó thể hiện ra đó là gì các bạn? Một cái sự thành công vững chãi, đứng đắn. Tức là các bạn phải đạt tới một cái độ tuổi nào đó là các bạn mới có được cái điều này ha. Nhưng mà ngược lại thì BMW thì sao ạ? Nó cũng sang trọng, nó cũng thành đạt, nhưng mà nó hướng tới cái việc là sự mạnh mẽ ha, cái tốc độ. Thì các bạn cũng đoán ra được cái phân khúc khách hàng mục tiêu hay cái chân dung khách hàng ở đây là gì ạ? Những cái người doanh nhân, những cái người trẻ thành đạt, họ còn trẻ ha. Còn Mercedes là cái sự sang trọng vững chãi và thường là lớn tuổi rồi ha. Còn Cadillac thì sao ạ? Cadillac thì cái chiều dài của nó là nổi bật, mấy cái chiếc xe mà nó dài ngoằng đó các bạn ạ. Thì các bạn thấy là ai hay sử dụng ạ? Những cái nguyên thủ nè, hoặc là những cái người mà giàu có, các bạn giàu có mà thuộc cái cấp gọi là quý sở tộc, mình gọi là quý sở tộc ạ. Mạnh mẽ, thể hiện cái đẳng cấp của những cái người này. Thì các bạn thấy là cái này người ta gọi là cái tuyên ngôn của thương hiệu này. Cái tuyên ngôn của thương hiệu đó chính là cái đặc tính nó mang lại, cái tuyên ngôn đó. Cho nên là cái đặc tính thương hiệu nó chính là cái trái tim và cái linh hồn của một cái thương hiệu. Nó sẽ thể hiện thông qua những cái đặc điểm nhận dạng, rồi là qua cái chương trình truyền thông. Thì những cái điều này đó sẽ giúp cho khách hàng phân biệt được một cái sản phẩm hoặc một cái thương hiệu này với những cái thương hiệu khác. Thì thương hiệu á, thì thường á, là các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái yếu tố hạt nhân,
ha. Và bên cạnh đó là những cái đặc tính mở rộng. Cái đặc tính mở rộng đó nó có thể hiện, nó có thể thể hiện qua ra bằng cách là cái thuộc tính của sản phẩm các bạn ha, hoặc là gì các bạn, thuộc tính nè, rồi là gì các bạn, tổ chức nè, rồi là biểu tượng nè, rồi là con người nè, đúng không? Nó thể hiện qua bốn yếu tố thuộc cái nhóm cấu thành cái đặc tính thương hiệu đó. À, nhưng mà các bạn lưu ý là gì, khi chúng ta thiết kế một cái đặc tính thương hiệu á, thì chúng ta phải có cái yếu tố hạt nhân. Và cái yếu tố hạt nhân ở đây á, thường là khi chúng ta để xác định được yếu tố hạt nhân này á, gọi là đặc tính á, thì thường là chúng ta dùng cái loại từ nào để thể hiện các bạn? Dùng loại từ nào ạ? Chúng ta có những loại từ nào các bạn? Ví dụ như là danh từ nè, ví dụ như là động từ nè, ví dụ như tính từ nè, ví dụ như trạng từ nè, vân vân. Thì các bạn, theo các bạn thì cái đặc tính của thương hiệu chúng ta sử dụng cái loại từ nào để mà diễn tả? Loại từ nào đây ạ? Các bạn nào biết không? Các bạn nào đoán được không ạ? Thử kêu đứa coi thử cho nó ngủ hết trơn rồi. À, đứa nào đây? Phạm Thị Anh Thư còn không? Thư ơi, anh Thư ơi. Dạ em nghe coi. Ờ, trả lời. Dạ em xin lỗi, tại vì nãy giờ em đang học môn. Dạ tại vì em trời ơi đó cô, nên là rồi nghe mà không có xuyên suốt thôi. Khác vài bữa nữa là không biết đặc tính thương hiệu là gì. Dạ cô có đặt câu hỏi đúng không ạ? Ý của cô là để mà chúng ta xác định được đặc tính thương hiệu thì chúng ta sẽ dùng cái loại từ nào để mà diễn tả nó. À, dạ. Là đúng nhất. Ví dụ như là từ động từ, là tính từ, là trạng từ này, thì theo các bạn đặc tính thì chúng ta sẽ dùng loại từ nào? Đặc tính ạ. Dạ, theo em nghĩ là tính. Ờ đúng rồi, cảm ơn mẹ. Chúng ta sử dụng cái tính từ nha các bạn nha. Thường là sẽ vận dụng để xây dựng đặc tính cho một cái thương hiệu. À, bởi vì cô nói với các bạn là gì? À, bây giờ cô kiếm chỗ cô chiếu nó đây nè. À, những cái slide trùng mà các bạn đã trình bày rồi thì cô sẽ lướt qua cho nó nhanh nha. Rồi tôi chiếu lên đây cho các bạn tập trung nó dễ hơn này. Đó, thì các bạn thấy là thương hiệu á, thì ví dụ nghĩ là một cái sản phẩm nào đó của nhóm, xong rồi là xây dựng đặc tính thương hiệu cho nó, cho cái ý tưởng, cho cái ý tưởng kinh doanh hoặc là cái sản phẩm của các bạn á, thì các bạn cũng sẽ phải làm theo quá trình như thế này. Tức là sau khi các bạn xác định sản phẩm đó là gì, đúng không, rồi nó mang lại lợi ích gì cho khách hàng, rồi khách hàng mục tiêu của các bạn là ai, chân dung khách hàng của các bạn là người như thế nào, vân 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 vân. Và các bạn muốn, các bạn là người tạo ra đặc tính thương hiệu mà, đúng không? Cho nên là các bạn muốn khách hàng họ nhìn nhận như thế nào đó. Thì hồi nãy chúng ta cũng đã nhóm số 7 cũng đã trình bày là gì? Là mình là cái người tạo ra đặc tính thương hiệu. À, cho nên là các bạn dựa trên những cái yếu tố đó, và sau khi nhóm của các bạn thảo luận và brainstorm, tức là động não xong rồi đó, thì chúng ta sẽ dùng cái cách là liệt kê ra hết những cái tính từ mà các bạn cho rằng nó có thể thể hiện được cái đặc tính đó. À, vậy đó, thì chúng ta ở trong cái như là
Các bạn có một cái từ gọi là gì các bạn? Hiện đại. Đúng không? Hiện đại có phải là một cái tính từ không? Một cái tính từ đúng không? Vậy thì hiện đại này đó nó sẽ thể hiện qua những yếu tố nào trong sản phẩm của các bạn? Ví dụ như là qua thiết kế, ví dụ như là qua việc là ứng dụng công nghệ, ủa lát quá hả? Đổi lát chưa mấy đứa ơi? Mấy bữa nay á họ không biết mạng nó bị sao á, cô mới đổi nhà mạng á mà nó cũng không được nữa chứ. Nó vẫn cứ lát như thường, người mất công kêu người ta tới mắc một cái internet khác xong rồi nó cũng dậy luôn. Nghe rõ lại được chưa Nguyên ơi? Ok. Vậy thì nha. Xác định những cái tính từ. Được không ạ? Xác định ra cái tính từ, xong rồi từ cái tính từ đó mình sẽ phân tích xem thử là sản phẩm hoặc dịch vụ của mình á có cái gì nó thể hiện được cái tính từ đó hay không. Ví dụ như hồi nãy cô nói lấy ví dụ là hiện đại, đúng không? Thì cái sự hiện đại nó thể hiện qua cái yếu tố nào? Ví dụ như là qua thiết kế nè, qua công nghệ nè, rồi là qua gọi là cách tương tác với khách hàng hay gì đó vân vân, tùy theo cái sản phẩm của các bạn là cái gì thì các bạn phải có một cái sự kết nối như vậy. Rồi ví dụ như là từ tinh tế, đúng không? Tinh tế cũng là một cái tính từ. Vậy thì tinh tế ở đây nó thể hiện qua cái gì, đúng không? Ví dụ như là tỉ mỉ trong từng cái thiết kế nè, rồi thể hiện qua dịch vụ khách hàng nè, vân vân. Đó thì chúng ta sẽ phải phân tích như vậy, và chúng ta sẽ chọn, sau khi phân tích như vậy thì chúng ta sẽ chọn ra một cái từ ha, một cái từ mà chúng ta cho rằng là nó sẽ liên kết được và thể hiện rõ nhất những cái yếu tố liên quan tới cái sản phẩm của mình, và chúng ta dùng cái đó làm cái yếu tố hạt nhân. Và tại sao ở đây người ta lại chia cái cấu trúc cái cơ cấu của đặc tính thương hiệu ra thành cái yếu tố hạt nhân và cái đặc tính mở rộng? Bởi vì các bạn biết là ở trong kinh doanh mà chúng ta không thể nào bán một cái sản phẩm miết miết một cái sản phẩm được, đúng không? Mà chúng ta có thể là có nhiều cái sản phẩm khác nhau. Và chúng ta cũng có thể là thể hiện nó qua nhiều cách khác nhau. Như vậy thì chúng ta không thể nào, có thể là nếu như là chúng ta chỉ có duy nhất, hoặc là chúng ta gom ba bốn cái yếu tố lại và chúng ta chặt nó, chúng ta không thay đổi, bởi vì là đặc tính dài cho nên là tôi không thay đổi được, tôi giữ chặt nó ở đây thôi, thì rất khó để kinh doanh. Đó. Cho nên là người ta mới chia ra làm hai, tức là cái yếu tố hạt nhân là cái thứ mà chúng ta có chết cũng không bỏ, đúng không ạ? Có chết cũng không bỏ, và đã nói ra thì phải làm cho được. Ví dụ như là để xem cô lấy cho các bạn một cái ví dụ là sang trọng, đúng không? Sang trọng, ví dụ như Mercedes thì cái đặc tính thương hiệu của nó là sang trọng. Và bây giờ anh có sản xuất xe ô tô thể thao, anh có sản xuất xe ô tô cá nhân, anh có sản xuất ra cho tới máy bay, anh có sản xuất ra xuồng hay là xe đạp gì thì nó cũng phải sang trọng như tôi cái đã, đúng không ạ? Và sang trọng thì nó sẽ đi liền với gì các bạn? Cái hình ảnh của khách hàng và cái gọi là cái vị trí của khách hàng ở trong cái xã hội. Bởi vì những cái người họ mua xe này không phải là họ mua vì chỉ duy nhất một cái mục đích là họ đi lại nữa, mà họ mua cái chiếc xe này là để phục vụ cho cái gì nữa các bạn? Cho cái gọi là cái sự thể hiện của bản thân họ ra bên ngoài. Họ muốn được cái sự ngưỡng mộ, họ muốn được cái sự công nhận, cái sự thành đạt, cái sự giàu có của mình nữa, đúng không ạ? Cho nên là cái yếu tố sang trọng này nó sẽ đi gắn liền với Mercedes. Cho nên là các bạn thấy là khi mà Mercedes muốn mở rộng cái thương hiệu á, và hướng tới cái sản phẩm ở trung cấp á, thì người ta sản xuất ra cái dòng xe gọi là i-Classic, nhưng mà họ thất bại do cái sức ảnh hưởng của cái yếu tố hạt nhân. Thì các bạn thấy là những cái ông chủ thành đạt và những cái doanh nhân thành đạt á, thì người ta mới đi cái chiếc xe đó thôi.
Xong rồi là bắt đầu người ta Mercedes bắt đầu sản xuất ra cái dòng I-Class giá cao nữa. Nhưng mà cũng thương hiệu Mercedes đó. À, và một ngày nào đó ông sếp ông ra đường ông thấy nhân viên của mình nó cũng chạy hàng loạt những chiếc xe Mercedes giống như mình. Như vậy thì người ta chấp nhận trả giá cao ở đây là vì hình ảnh của người ta nữa, vì hình ảnh thương hiệu và vì hình ảnh của chính mình thể hiện cái sự sang trọng. Tức là khi đi xe thì khi sử dụng xe thì sẽ thể hiện được cái hình ảnh của con người nó ngồi bên trong á. Bước ra một cái là tự nhiên thấy mình cao chót vót, mặc dù mình cao có 1,5 m à, đúng không ạ? Đó, cho nên là các bạn thấy là nó sẽ ảnh hưởng tới việc là Mercedes bán cái dòng xe sang trọng. Tuy nhiên dòng xe sang trọng với mới là cái dòng xe chính của Mercedes, do đó là dần dần Mercedes bắt đầu gì các bạn loại bỏ các cái sản phẩm trung cấp và quay lại phát triển cái dòng xe sang của mình. Đó. Rồi khi mà chúng ta xác định được cái yếu tố hạt nhân, cái đặc tính về của thương hiệu này á, thì nó cũng là cái gì các bạn ơi, cái nền tảng ha cho mọi cái hoạt động về sau. Ví dụ như là xây dựng thương về thiết kế sản phẩm nè, rồi là thiết kế những cái thông điệp quảng cáo nè, thậm chí là chọn cái hình ảnh cái người đại diện. Trong xây dựng thương hiệu thì các bạn thấy là chọn người mà người ta đại diện thương hiệu á, ví dụ đóng quảng cáo hoặc là tham gia những cái event, những cái chương trình á, thì cũng rất là quan trọng, bởi vì nó là cái hình ảnh biểu tượng cho cái thương hiệu. Cho nên là chúng ta cũng sẽ căn cứ trên cái đặc tính thương hiệu này để set up hàng loạt những cái hoạt động về sau. Thì cái yếu tố hạt nhân này á, chính là cái mục tiêu dài hạn ha, cái mục tiêu dài hạn của chúng ta. Còn cái đặc tính mở rộng á, thì nó có thể đáp ứng theo từng cái mục tiêu ngắn hạn trong kinh doanh của chúng ta. Ví dụ như là các bạn thấy là sữa Anlin chẳng hạn, thì nói tới sữa Anlin thì cái yếu tố hạt nhân của nó là gì các bạn? Một cái sản phẩm gọi là thực phẩm chức năng bổ sung canxi dành cho nữ, đó cái yếu tố hạt nhân, đúng không ạ? Gọi là sức khỏe ha. Thì các bạn thấy tất cả các cái sản phẩm dù là cho phụ nữ, ví dụ như là từ 18 đến 20 tuổi hay là dưới 30 tuổi hoặc là người lớn á, thì nó sẽ có những cái đặc tính riêng khác, đúng không các bạn? Cho nó phù hợp với lại là cái sức khỏe của mỗi cái nhóm người như vậy. Nhưng mà cái yếu tố hạt nhân thì vẫn vẫn phải duy trì, chứ chúng ta không có thể thay đổi được nó nha các bạn nha. Đó, thì các bạn thấy ở đây nè, cái yếu tố hạt nhân đó, luôn luôn nó được duy trì ha, và chúng ta có thể thể hiện cũng như là cộng thêm những cái đặc tính khác vào khi mà chúng ta xây dựng thông qua bốn cái yếu tố thuộc về đặc tính của nó. Ví dụ như là các bạn thấy ở đây nè, mắt đo thương hiệu này, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng không những ở Mỹ đúng không, mà còn nổi tiếng ở các nước khác, và ở Việt Nam của chúng ta cũng có. Một cái thương hiệu này ghi ở đây là gì? Trải nghiệm, đúng không? Một cái trải nghiệm ăn, một cái bữa ăn vui vẻ và chi phí thấp kèm theo một cái trải nghiệm của gia đình. Thì các bạn thấy là bởi vì đây là một cái trải nghiệm về một cái bữa ăn cho gia đình vui vẻ và chi phí thấp đó, thì lúc nào cũng phải duy trì cái giá trị này cả. Thì các bạn thấy là nó sẽ liên quan đến việc mà xây dựng các cái yếu tố thương hiệu liên quan, ví dụ như sử dụng màu sắc như thế nào trong cái thiết kế này, đúng không? Sử dụng cái chữ M cách điệu thành một cái cầu vồng, thì các bạn thấy là nó có một cái gì đó, cái tai của con chuột Mickey vậy đó, và mình sẽ liên quan chú hề, ở cái chú hề như trên hình đó. Thì các bạn thấy là nhìn thấy cái chú hề là mình thấy vui rồi, đúng không? Thì rất cái biểu tượng nó thể hiện cho cái đặc tính là vui nhộn. Vui nhộn thì
chú hề lúc nào cũng vui rồi, rồi là vì các bạn một cái trải nghiệm ấm áp của gia đình, cho nên người ta sử dụng cái tông màu đó là màu đỏ và màu vàng làm cái thiết kế chủ đạo ở, và các bạn ấy đến thiết kế đồng bộ hết ha, từ cửa hàng nè, rồi là trên những cái bao bì để gói thức ăn vân vân đó, thì các bạn thấy là nó đều phải là gọi là tương thích với nhau. Thì các bạn thấy là vậy thì kiểu, tại sao lại gọi các bạn đi ăn một cái bữa ăn nào đó, thì các bạn sẽ phải trả một cái đắt nếu như các bạn muốn ăn ở một cái chỗ mà nó có sẵn bàn, ví dụ như quán cà phê hoặc là nhà hàng đó, thì các bạn thấy là có bàn ghế cao. Ha, một mức giá tương đối là cao, thì các bạn ví dụ như các bạn nhìn vô cái menu một cái nhà hàng, một cái quán cà phê, các bạn phải trả là $10 cho cái món thấp nhất, thì các bạn có thể trải nghiệm được một cái bữa ăn hoặc một cái bữa uống ở đó. Ở cái cửa hàng nó cũng rất là chu đáo và rất là chỉnh chu. Ngoài các bạn thấy là cái khu vực về nhà về sinh và cũng như ở ngoài rất là nhiều, chỉ có những cái nhà hàng lớn á, hoặc là những cái quán cà phê hoặc là những cái nơi ăn, còn lại thì những cái điểm bình thường thì nó không có gọi là quyến rũ khách hàng rất là hiệu quả, đó là những cái lập, đúng không, bởi đoàn đồ ăn nhanh là chủ yếu con nít với lại tuổi teen nó thích thôi. Mà tại sao lại là cái đặc tính cốt, rất ít cái nhà hàng, cái nơi mà người ta tích hợp nhiều thứ ở trong đó, thậm chí là có khu vui chơi cho trẻ em nhỏ nhỏ ở trong đó, thì con nít đó, nó rất là thích vô đó để nó chơi. Và khi con nít vô đó chơi đó, ví dụ cuối tuần thứ bảy chủ nhật nó đòi đi chơi ha, thôi vô trong McDonald's có cái chỗ chơi, xong rồi là người lớn thì phải đi theo để coi nó ha. Và thường nó coi xong rồi, nó chơi xong rồi thì nó mệt xong nó đòi ăn nên nó đòi uống, mà nó đòi ăn mấy cái thứ này không à, cho nên thôi cả gia đình cùng đi luôn. Đó là lý do vì sao đó, một cái trải nghiệm bữa ăn cho cả gia đình ha. Thì các bạn thấy là McDonald's người ta đưa ra những cái chương trình và những cái hoạt động mà nhắm tới, chú trọng tới trẻ em nhiều hơn là người lớn. Ví dụ như là tặng kèm đồ chơi cho trẻ em, hoặc là các bạn thấy ở Jolie với đồ chơi gì đó các bạn. Và những đứa con nít nó kỳ lạ lắm, đồ chơi đi mua ở ngoài nó không có thích đâu, mà nó vô đó nó thích, nó thấy là ở ngoài không có bán là nó thích ăn, khi nào đổi được thì thôi. Đó là lý do vì sao nó cứ đòi vô trong đó. Và những cái kỹ thuật này là những cái kỹ thuật trong marketing và ở trong bán hàng, để mà chúng ta gọi là gì các bạn, thu hút khách hàng tới, quà tặng nè, đúng không, rồi là để mà thì các bạn thấy đó là vì sao người ta nói tới cái trải nghiệm. Và các bạn thấy là ở đây là lúc nãy đó thì nhóm số 7 có thể là cái đặc tính của nó sẽ được thay đổi hoặc là nhận định khác nhau ở một số những cái thị trường khác nhau. Ví dụ như cô vừa mới nói, đây là một cái bữa ăn, một cái trải nghiệm bữa ăn giá rất là rẻ. Nhưng mà các bạn thấy qua Việt Nam của mình thì thiệt ra là gì? Tại Việt Nam thì nó không còn là cái đặc tính đó nữa. Và cái phân khúc khách hàng thì thường là cũng là
khi vào thị trường Việt Nam của chúng ta, các bạn thấy những cái người xếp hàng để đi vào ăn McDonald's đầu tiên là ai ạ? Có phải là trẻ em không? Không phải là trẻ em nữa, mà teen, những cái bạn tuổi teen teen á, tuổi 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 mà bắt đầu gọi là tuổi teen á, thì đi vào đây ăn, rồi chụp hình check in, và đi vào đây thì các bạn thấy là ví dụ như là các bạn ăn một cái bữa ăn ở KFC hoặc là ở McDonald's nhìn đâu đúng không? Cái bữa ăn không có phải là một chúng ta vào đây chúng ta ăn, thấy là nó thay đổi chứ không phải là không. Thì ở trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ đó, thì là không đâu rẻ bằng McDonald's hết đó. Và một cái bữa ăn cộng với một cái chỗ ngồi và được phục vụ chu đáo với một cái mức giá là chỉ có 1,5 tới 2 đô thôi, so với những cái cửa hàng với nhà hàng khác 10 đô à, thì là nó rất là rẻ rồi à. Và biểu tượng thì là cô nói với các bạn là gì ạ? Cái anh hề đó là nó thể hiện được cái đặc tính vui vẻ à. Thì đồng phục nhân viên này, rồi bàn ghế này, vân vân, nó cũng rất là đồng nhất với cái đặc tính đã xác định và nó thể hiện được cái thông điệp chung. Rồi các bạn thấy là cái biểu tượng của McDonald's chữ M đó đó, cái logo đó đó, thì cũng là một cái biểu tượng, một cái logo được đánh giá là thiết kế rất là hay và rất là dễ để ứng dụng. Tại sao cô nói dễ để ứng dụng? Tại vì nè, khi các bạn thiết kế logo, mặc dù chưa học tới đó ha, nhưng mà đụng nay nói luôn, thì khi mà chúng ta thiết kế cái logo ở trong kinh doanh đó, thì các bạn sẽ dùng logo đó ở đâu, đúng không các bạn? Các bạn thiết kế ra các cái gọi là hệ thống nhận diện thương hiệu của các bạn, trong đó có cái logo, thì logo mình dùng ở đâu? Thứ nhất, trên bảng hiệu, ví dụ trên McDonald's, đúng không ạ? McDonald's trong cái hình này, đúng chưa? Rồi ở đâu nữa? Trên quảng cáo truyền hình, trên quảng cáo áp phích, trên tờ rơi, rồi là trên sản phẩm, ví dụ như là các bạn thấy là có cây bút, đúng không? Có cây bút, ví dụ như là cây bút này không có cái logo gì hết trơn á. Cây bút này có cái logo, logo này là của Đại học Seattle, một cái món quà của Đại học Seattle, thì nó có một cái logo nó nằm ở trên này đó. Thì cái logo đây, không biết là các bạn có nhìn thấy được rõ cái logo ở đây không, cái vòng tròn tròn đó à. Thì các bạn thấy nè, cái thiết kế trên cái logo của trường Đại học Seattle này, khi mà in trên một cái cây bút như thế này, nếu như không có cái chữ Seattle University thì bao nhiêu người nhận ra được nó là cái biểu tượng của trường Đại học Seattle, đúng không ạ? À? Làm sao mà nhận ra được, trời ơi, cái gì đâu mà giống như là biểu tượng của một cái chiếc xe gì hay là cái gì gì đó, có đúng không ạ? À, thì các bạn thấy là mình phải xác định ra được rằng là cái logo của mình đó, mình sẽ in trên cái gì. Những cái ấn phẩm, ví dụ ấn phẩm là gì, bao bì, nhãn mác, báo chí, tạp chí, giấy gói, thậm chí là gì, photo trắng đen để phát tờ rơi. À, cho nên là khi chúng ta thiết kế về cái logo đó, thì người ta sẽ có một cái công đoạn là người ta in ra, in trên các chất liệu khác nhau. Tại vì các bạn thấy là một hồi mình sẽ tài trợ người ta trong một cái giải đấu bóng đá, hay là cái này vô cái thiết kế logo đó trên nhiều chất liệu khác nhau. In trắng đen thì nó làm sao, in màu thì nó làm sao, in trên giấy bóng thì nó làm sao, in trên giấy mờ thì nó làm sao, vân vân, để chúng ta xem được là cái thông qua cái chất lượng in và cái chất liệu, cái vật liệu in đó, nó có thể hiện rõ ràng được cái hình ảnh của cái logo không, để người ta có nhìn vô, người ta nhận ra, người ta nhớ được hay không đó. Rồi là họ bắt đầu cái thứ hai nữa là gì các bạn, in với các cái kích cỡ khác nhau. Ví dụ như nó to oạch ra thì ai cũng biết đó là cái gì, nhưng mà nó nhỏ hoặc là khách hàng nhìn từ xa thì liệu người ta có nhận ra được là cái gì hay không đó. Cho nên các bạn biết là cái biểu tượng của McDonald's này nè, người ta hay để trên những cái cột quảng cáo rất là cao, trụ nó rất là cao á. Thì các bạn thấy là ở nước ngoài nó có một cái đặc điểm đó là gì các bạn, đường cao tốc mà, cho nên là có thể là các bạn đi siêu thị, đi chợ hoặc đi mua một cái gì đó, các bạn có thể chạy từ bang này qua bang khác,
hoặc là các bạn đi làm, hoặc là các bạn di chuyển rất là xa, tại vì là cái diện tích của nó rất là rộng. À, cho nên là các bạn phải chạy rần rần đấy rồi đó, thậm chí là chạy mấy tiếng đồng hồ mới tới một cái siêu thị lớn cách cái thị trấn của các bạn bao nhiêu đó để các bạn mua cái thứ cần thiết. Thật là có thể các bạn đi du lịch, các bạn đều đi bằng xe ô tô tự lái cả. À, thì ví dụ như trên cái tuyến đường đi như vậy đó, thì người ta rất là dễ dàng, từ xa đó thì người ta đã nhìn thấy trên cái cột cao cao ở trên kia có một cái biểu tượng của McDonald's rồi, và người ta sẽ biết được là sắp có một cái trạm dừng chân. À, đó là McDonald's. Đó là lý do vì sao các bạn thấy là McDonald's ở nước ngoài á, người ta sẽ có rất nhiều tiệm nằm ở trên các cái tuyến đường, tức là xung quanh đó nhà dân không thấy đâu hết, tự nhiên có cái tiệm McDonald's vậy ai tới mà ăn, đúng không? Đó, thực ra là cái lượng người di chuyển qua lại trong vòng một ngày á, nó rất là nhiều, và đó chính là gì các bạn, một cái trạm dừng chân, một cái trạm dừng chân mà ai cũng thích cả, tại vì nó đầy đủ tất cả các cái tiện nghi trong đó, nhà vệ sinh cũng có nè, rồi thức ăn, rồi nước uống, bãi đậu xe vân vân, đầy đủ hết. Và người ta ghé vào đó, người ta sẽ là ví dụ như là kết hợp thêm một cái trạm xăng ở bên cạnh chẳng hạn, thì người ta sẽ ghé vào, người ta đổ xăng, người ta tiếp nhiên liệu, rồi người ta ăn uống nghỉ ngơi một tí rồi người ta đi đó. Thì các bạn thấy là rất là dễ dàng khi mà nhận biết từ xa đối với cái logo của McDonald's này. Rồi, ở cái phần mà bốn khía cạnh tạo nên đặc tính của một thương hiệu á, thì chắc là cô nói lại một chút xíu cho các bạn ha. Thì khi mà chúng ta tạo dựng và truyền đi cái đặc tính thương hiệu này đó, thì chúng ta sẽ dựa trên gì các bạn? Chúng ta là cái người mà chúng ta gửi đi thì chúng ta phải xây dựng nó rồi chúng ta mới gửi. Thì chúng ta sẽ xây dựng cái đặc tính thương hiệu này trên bốn cái yếu tố, trên bốn cái khía cạnh như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ xây dựng, gửi cái đặc tính này vào trong cái sản phẩm của mình, đúng không ạ? Sản phẩm của mình tinh tế, vậy thì cái đặc tính thương hiệu của mình tinh tế thì nó cũng phải thể hiện qua một cái sản phẩm tinh tế chứ, đúng không? Rồi là cái đặc tính thương hiệu của mình là năng động hay là trẻ trung thì nó cũng phải thể hiện qua cái yếu tố mà khách hàng mua về, đó chính là cái sản phẩm. Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách đưa cái đặc tính này vào trong cái sản phẩm. Ví dụ như là đặc tính này, giá trị, chất lượng này, cái tính hữu dụng của nó như thế nào, rồi là cái nước xuất xứ, cái nguồn gốc ra làm sao, vân vân. Đó, thì ở đây này các bạn thấy là ví dụ như là thông qua chủng loại sản phẩm á, thì Coca-Cola, khi nói tới Coca-Cola ai cũng biết đó là một cái loại nước giải khát, đúng không ạ? Còn ví dụ như là Happy Chat chẳng hạn, thì đó là máy tính hoặc là máy in hoặc là những cái dụng cụ ở trong sử dụng ở trong văn phòng, nhưng mà nó mang cái tính chất là gì các bạn? HP thì là thường là sử dụng cá nhân thôi, tại vì nó chỉ hoạt động hiệu quả ở trong cái khoanh vùng là các bạn sử dụng ít thôi, chứ các bạn sử dụng gọi là cho văn phòng hay là máy in công nghiệp thì nó sẽ không hiệu quả đâu nha. Đó. Rồi là các bạn cũng có thể dựa vào thuộc tính sản phẩm, ví dụ như là ba cái mạng mà nêu ra ở đây đó, thì các bạn thấy mobile phone người ta định vị cho nó ha, đó là mọi lúc mọi nơi. Thì các bạn thấy là gì, mọi lúc mọi nơi thì rõ ràng là nó nhấn mạnh tới cái thuộc tính sản phẩm, đó là cái độ phủ sóng. Thì các bạn thấy là Mobifone là cái mạng di động đầu tiên nó ra đời, là một cái công ty liên danh giữa nước ngoài và VNPT. Thì sau một cái thời gian đó thì VNPT tách ra kinh doanh riêng và gọi là cái mạng Vinaphone bây giờ đó. Thì là khi mà tách ra rồi đó thì rõ ràng Vinaphone cũng phải tạo ra cho mình một cái điểm khác biệt, một cái định vị khác biệt. Cho nên là Vinaphone đã nhấn mạnh hơn về cái giá trị, tức là cái giá cước của nó các bạn rẻ hơn, thấp hơn Mobifone. Vào cái thời điểm mà Vina sinh ra đó thì nó định giá là thấp hơn với Mobifone, thì nó đưa ra một cái lợi ích cao hơn, cho nên là định vị đó là cuộc sống đích thực. Và Viettel thì ra cuối cùng, tức là ra sau hai cái thằng này, cho nên là giờ cũng coi như là khẳng định được cái độ phủ sóng thì cũng có thằng nói rồi, rẻ thì cũng có thằng nói rồi, cho nên là Viettel cũng đã rất là thông minh. Và Viettel là một trong những cái tập đoàn mà gọi là tập đoàn quân đội, nhưng mà rất là chịu chi trong cái việc là làm marketing và làm thương hiệu, tức là
thuê một cái nhóm ở một cái công ty thiết kế thương hiệu và tư vấn về thương hiệu, và cũng tốn khá khá tiền vào trong cái với định vị lại tại mà nó đổi lại ha. Nhưng mà ngày xưa thì các bạn thấy là vẫn là cái logo mà một màu xanh với một màu nâu nâu á, thì nó kết hợp cả cái văn hóa phương Tây và phương Đông ở trong này. Là cái giống như các bạn thấy là cái hình bát quái á, các bạn biết cái hình bát quái không? Một nửa trắng một nửa đen á, tức là cái sự hòa hợp giữa đất trời đó ha. Thì nó gọi là nó modify, nó biến đổi ha, nó thay đổi một tí xíu thành hai cái vòng như vậy, một màu xanh và một cái màu nâu của mặt đất và màu xanh của cây đó. Xong rồi là hãy nói theo cách của bạn, đúng không, tạo ra một cái giá trị khác biệt, một cái phong cách riêng của mỗi người. Hoặc là các bạn thấy là tạo ra những cái chất lượng hoặc là những cái giá trị riêng cho khách hàng. Ví dụ như cái cách định vị của Gillette, là họ định vị là sản phẩm tốt nhất mà một người đàn ông có thể có, hay là họ nhắm vào cái cơ hội tiêu dùng, tức là cái trải nghiệm trong cái quá trình tiêu dùng. Ví dụ như là Starbucks chẳng hạn, người ta dựa vào cái dịch vụ để mà định vị tạo cái sự khác biệt cho mình. Rồi là hãng British Airways chẳng hạn, thì người ta định vị dựa vào các cái phân khúc khách hàng. Ví dụ như là hạng câu lạc bộ này, rồi là hạng gọi là du khách lữ hành này, rồi du khách lữ hành là những cho những cái người khách mà họ đi du lịch đó các bạn, thường họ đi du lịch đó thì họ sử dụng thường là có một lần hai lần trong đời, chứ họ không có đi quay lại. Rồi đi công tác hay gì đó thì họ có thể quay đi quay lại, nhưng đi du lịch ví dụ như là các bạn đi Thái Lan lần rồi thì cùng lắm đi lại lần nữa thôi chứ không có đi lại nữa đó. Thì gọi là cái câu lạc bộ du khách lữ hành. Thì tự nhiên là khi mà mình định vị như vậy đó thì các bạn thấy là vẫn là một cái trải nghiệm dịch vụ ha. Nhưng mà mỗi một cái trải nghiệm như vậy đó, từng cái nhóm khách như vậy thì họ sẽ khai thác cũng như mở rộng ra, bên cạnh giá trị cốt lõi đó cộng thêm vào các cái giá trị khác phù hợp cho từng cái đối tượng khách hàng. Rồi chúng ta cũng có thể sử dụng cái sự ảnh hưởng của đất nước hay là khu vực. Ví dụ như là đồng hồ Thụy Sĩ chẳng hạn, Swatch chẳng hạn, thì các bạn thấy là gì ạ? Nó sử dụng luôn cả cái từ Swatch, cái đồng hồ ha, thành cái thương hiệu của mình luôn, và cái lá cờ của nước cái Thụy Sĩ ở đây thì gọi là đồng hồ Thụy Sĩ thì không có thằng nào mà qua rồi về cái chất lượng rồi, đúng không? Cái tiếp theo là thương hiệu như một cái tổ chức. Thì các bạn thấy là thương hiệu như một cái sản phẩm thì rất là dễ bị bắt chước, dễ bị bắt chước và dễ bị lỗi thời. Thay vào đó thì chúng ta hãy ghép thêm vào một cái sự đóng góp của thương hiệu dưới dạng là một cái tổ chức. Thì để mà làm được một cái thương hiệu như là một tổ chức á, thì buộc cái doanh nghiệp người ta phải đầu tư nhiều hơn vào cái việc gọi là sắp xếp cũng như là tạo ra một cái văn hóa ở trong cái doanh nghiệp của mình. Ví dụ như Toyota chẳng hạn, gọi là cái sự đổi mới. Cho nên là các bạn biết là các bạn học cái gì quản trị chất lượng á, cái Kaizen nó là từ Toyota mà ra đó, đúng không? Cái sự cải tiến đổi mới liên tục đó, đó là từ cái Toyota mà ra. Các bạn thấy là nó cải tiến ở tất cả các cái bộ phận, ở tất cả mọi thứ, cả trong sản phẩm, cả trong sản xuất, cả trong việc quản lý con người vân vân. Và cái sự cải tiến này rất là thông minh, rất là nhanh nhạy, và cải tiến từ từ sẽ mang lại một cái giá trị cao. Ví dụ như là các bạn thấy là cái việc sắp xếp lại cái văn phòng thôi, hoặc là sắp xếp lại là cái vị trí ngồi của hai công nhân thôi, làm thế nào để mà đưa sản phẩm qua, đưa sản phẩm lại cho nó tiện lợi thôi. Những cái cải tiến rất nhỏ đó thôi, nhưng mà là nó lại mang lại hiệu quả. Cho nên là Toyota cũng đã đưa ra gì các bạn, những cái gọi là cái nội quy của công ty á, là mỗi một cái tổ ha, ví dụ như mỗi một cái tổ sản xuất hay là mỗi một cái phòng ban như vậy đó, người ta sẽ có một cái bảng đó, thì những cái nhân viên trong phòng á, thì trong quá trình làm việc á, họ phát hiện ra một cái điều gì đó mà gây khó khăn thì họ sẽ ghi lại trên đó. Ví dụ như là khu vực để máy in là ví dụ như là quá tối, đúng không ạ? Họ ghi lại trên đó, chỉ cái đơn giản vậy thôi.
Rồi nếu như họ có cái đề xuất để mà cải tiến luôn thì họ ghi lên trên đó luôn. Còn không thì họ cứ ghi cái đề xuất của mình lên. Rồi những người trong phòng đó nếu như có ý kiến để mà cải tiến thì cứ ghi lên như vậy. Và tất cả những ý kiến đó được ghi nhận thảo luận để mà thay đổi. Nhỏ như vậy thôi. Cái quá trình Kaizen nó diễn ra như vậy. À, thì các bạn thấy là gì? Nó không thể sao chép được luôn á các bạn. Rất là khó. Khó lắm luôn. Cho nên là người ta nói rằng là gọi là xây dựng cái đặc tính của thương hiệu của mình đó, thông qua và gửi qua cái hoạt động của cái tổ chức của mình. Ví dụ như là LG thì là cái đặc tính của tổ chức LG đó là luôn luôn là đổi mới, sáng tạo này, rồi là con người thì năng động này, một môi trường làm việc gọi là dùng cái từ gì đó các bạn, thân thiện và giống như là họ rất là có trách nhiệm đối với người lao động á. Còn sale thì sao? Sale ý, tức là các bạn biết là rồi là làm thế nào đó để ra những cái thành phẩm đại khái là như vậy đó. Thì các bạn thấy là các bạn thấy nó rất là khó bị sao chép, và nó được thể hiện cho thậm chí là toàn bộ cái sản phẩm mà công ty sản xuất ra luôn. Và khó mà đánh giá được lắm, khó mà gọi là tìm hiểu một cách rõ ràng hết được các cái yếu tố. Các bạn sao chép, các bạn có thể may một cái áo giống y chang đó, nhưng mà các bạn không thể nào mà gọi là tạo ra một người giống y chang được. Thì tổ chức cũng vậy, không thể nào tạo ra một tổ chức giống y chang như cái tổ chức kia được. Nó rất nhiều cái yếu tố nó góp phần để tạo ra một cái tổ chức như vậy, từ cái người lãnh đạo này, từ cái quá trình gọi là lịch sử hình thành và phát triển, vân vân, rất là nhiều thứ ở trong đó. Cho nên là rất là khó để mà bắt chước. Tuy nhiên là thương hiệu như một cái tổ chức á, thì nó cũng có một số những cái hạn chế nhất định. Ví dụ như là cái đặc tính này nó quá rõ ràng ha, và nó được duy trì thành cái yếu tố cốt lõi rồi, nhưng mà giả sử nó không phù hợp nữa, hoặc là ví dụ như là trong nhóm 7 hay nhóm nào, có lấy ví dụ về Toyota đó, thì các bạn thấy là cái này gọi là cái đặc tính thương hiệu của nó là một cái sản phẩm xe ở phân khúc là tầm trung thôi. Cho nên bây giờ nếu mà lên một cái phân khúc cao cấp á, thì không thể nào thoát ra khỏi cái bóng của cái thương hiệu này á. Và chúng ta phải, Toyota đã phải làm gì các bạn? Đưa ra một cái thương hiệu khác, xây dựng một cái thương hiệu khác tách biệt hoàn toàn, không liên quan gì tới Toyota cả. Thì các bạn thấy là bây giờ nếu mà công ty thì sao? Nếu có những công ty tiềm lực đủ mạnh thì người ta có thể xây dựng một cái công ty khác được. Nhưng mà các bạn thấy là công ty khác thì nó cũng có cái mối liên hệ, ví dụ như là tổng công ty, xong có những công ty thuộc tập đoàn. Vậy thì mình cũng không thể nào đi ngược lại cái gì các bạn, đi ngược lại cái tuyên ngôn của tập đoàn của mình được. Mình nói là tôi là bảo vệ môi trường, nhưng mà tới một ngày nào đó tôi không bảo vệ môi trường nữa là tự nhiên mất cả một cái thương hiệu. Cho nên là các bạn thấy là trường hợp đối với sale này thì các bạn thấy là trong một vài năm thôi, hình như là 2-3 năm gì đó, thì tập đoàn sale này bị xảy ra một cái sự cố, đó là một cái mỏ dầu ở trên Đại Tây Dương nó bị tràn dầu á các bạn. Trong cái quá trình mà khai thác nó bị tràn dầu á, thì tràn dầu thì sao? Thì các bạn thấy rõ ràng mỗi lần tràn dầu như vậy thì ảnh hưởng tới môi trường rất là kinh khủng khiếp, đúng không các bạn? Ảnh hưởng tới gọi là cái môi trường nước này, môi trường nước rồi còn cái gì nữa các bạn, môi trường gọi là môi trường sống của mấy cái con gì đó đó, cá nè, rồi là mấy con chim mà nó hay đậu trên mặt nước đó, thì các bạn thấy là nó cũng sẽ bị dính dầu vào. Động vật, thực vật nè, rồi cái sự an toàn khi mà di chuyển ở trên biển nè, rồi là ảnh hưởng tới khí hậu, rất 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 là nhiều thứ như vậy, nó ảnh hưởng tới môi trường. Và các bạn biết là bởi vì không thể
gọi là phản bội cái cam kết của mình, không thể gọi là quay lưng với cam kết ban đầu của mình, thì sale đã phải bán đi nửa công ty của mình để lấy cái số tiền đó khắc phục cái sự cố. Đó, thì các bạn thấy là nó cũng sẽ mang lại một số cái rắc rối cho các công ty ha. Tuy nhiên là trường hợp này là những cái trường hợp xui thôi. Đó, nhưng mà đúng không ạ? Xui thôi, lâu lâu nó mới tràn dầu thôi, chứ còn nếu như mà chúng ta xây dựng được thương hiệu như một tổ chức thì rõ ràng cái hiệu quả của nó cũng rất là cao rồi. Rồi thương hiệu như một con người đó, thì các bạn thấy là gì? Mình phải tạo ra một cái cá tính, đúng không? Mình phải tạo ra một cái cá tính cho cái thương hiệu của mình. Thì rõ ràng là nó sẽ mang lại cái tình cảm và thiết lập được một cái mối quan hệ bền chặt hơn giữa người tiêu dùng và cái thương hiệu đó. Bởi vì là nó liên quan tới cái cảm xúc mà, đúng không? Cho nên là chúng ta có thể là tạo được cái kết nối bền chắc hơn với khách hàng của mình. Thì khi xây dựng thương hiệu như một con người á, thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta gắn cái gì các bạn? Gắn thương hiệu đó với một cái cá tính đặc trưng của một cái con người nào đó. Và gắn như thế nào cho nó đúng? Mình phải dựa vào cái nhóm khách hàng mục tiêu của mình, nó có cá tính chung của cái nhóm khách hàng mục tiêu đó là gì, để mình gắn nó cho cái sản phẩm của mình, cái thương hiệu của mình. Bởi vì hồi nãy mình nói là nhiều khách hàng sẽ tìm những cái thương hiệu có cá tính gần gần giống như mình để mình chơi chung với nó mà. Đó, cho nên là khi mình chọn xác định cái thương hiệu như một con người, tức là gán cái tính cách cho nó đó, thì chúng ta cũng nên là gì ạ? Quan tâm tới đối tượng khách hàng của mình để mà xác định cái gọi là cái brand personality, tức là cái cá tính của thương hiệu, cái tính cách của thương hiệu của mình á. Thì các bạn thấy là chúng ta cần phải lưu ý tới cái việc thể hiện cái tính cách của mình như thế nào. Nó sẽ liên kết với việc khách hàng thể hiện bản thân. Ví dụ như là thương hiệu đồng hồ Rolex chẳng hạn, thì thương hiệu đồng hồ Rolex là một cái ví dụ rất là đặc trưng cho cái cá tính của thương hiệu ha. Cái thương hiệu như một con người, nó rất là nổi tiếng, mà nó nổi tiếng trên toàn thế giới với một cái sự uy tín. Vậy thì uy tín chính là tính cách của thương hiệu Rolex này. Còn Amazon thì sao ạ? Amazon thì tính cách của Amazon là sự chân thành. Bởi vì sao? Thì các bạn thấy là cái sự chân thành sẽ lấy được cái sự tin tưởng của khách hàng. Thì cái điều này thể hiện rất là rõ trong những cái chính sách vận chuyển nè, rồi những cái chính sách đổi trả tư vấn của hãng. Và CEO của hãng thì luôn luôn chú trọng tới những cái vấn đề này, và ông luôn luôn đẩy mạnh cái sự tương tác với khách hàng và lấy cái mối quan hệ của doanh nghiệp và khách hàng làm nền tảng cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đó. Thì các bạn thấy là bởi vì là Amazon người ta lấy gì các bạn? Lấy khách hàng đặt lên đầu tiên á, gọi là quan tâm quá tới khách hàng và rất là chân thành với khách hàng, không có gọi là lừa lọc khách hàng gì cả. Thì có một thời gian là Amazon gọi là bị một cái sự phản đối lớn từ các cái đối tác, ví dụ như là cô muốn liên kết với Amazon đúng không ạ, và cô phải xác thực rồi phải chấp hành nghiêm chỉnh các cái chính sách vân vân các thứ để mà làm hài lòng khách hàng. Thì nếu mà cô làm những cái điều này đó thì cô sẽ bị hạn chế cái việc là có lợi nhuận lại. Cho nên là rất là nhiều những cái đối tác người ta phản đối, nhưng mà Amazon đã gọi là giữ nguyên cái cam kết của mình và cái định hướng của mình cho tới cùng. Tức là luôn luôn gọi là cố gắng trở nên gọi là thành một cái thương hiệu nó có tính người hơn á các bạn, nó gần gũi hơn và nó chân thành hơn đối với khách hàng. Hoặc là ví dụ như là các bạn thấy là Dell thì nó xây dựng một cái hình ảnh, một cái cá tính chuyên gia giải quyết những cái khó khăn, tức là giúp đỡ gọi là hỗ trợ giải quyết những cái vấn đề khó khăn cho khách hàng. Còn Levi Strauss thì sao ạ? Thể hiện cái sự trẻ trung và hiện đại. Levi là một cái hãng thời trang đặc biệt là rất là nổi tiếng với những cái đồ jean nha các bạn ha, đồ jean, quần jean, áo jean vân vân, áo thun. Rồi hoặc là ví dụ như là Tommy chẳng hạn,
Thì các bạn thấy Tommy thì nó ngược lại với Levi, là nó thể hiện cái gì các bạn? Cái sự gọi là sang trọng và đứng đắn, nghiêm túc. Các bạn thấy đó là cái việc chúng ta phải phải gán một cái tính cách vào cho thương hiệu của mình. Đó. Và khi mà gán tính cách này thì tính cách cũng phải thể hiện qua những cái yếu tố như cô nói, đúng không? Thể hiện qua sản phẩm, thể hiện qua ví dụ như là văn phòng làm việc, rồi là cửa hàng. Bây giờ tôi là phong cách của tôi rất là trẻ trung và hiện đại, xong rồi đi vô cái cửa hàng trời nhìn nó muốn chết luôn à, nhìn nó cổ lỗ sĩ muốn chết luôn à. Vậy thì đâu có được, đúng không ạ? Cho nên là đặc tính đặt ra để làm gì, là kim chỉ nam cho tất cả những cái hoạt động, và những cái hoạt động thì phải thể hiện được cái tính cách này. Đó là cái gọi là cái nguyên tắc bất di bất dịch để mà chúng ta gọi là định vị thương hiệu, cũng như là tạo ra cái cảm nhận về đặc tính thương hiệu cho khách hàng. Chứ nếu như là chúng ta định vị, chúng ta nói chúng ta là A nhưng mà chúng ta làm B, thì rõ ràng khách hàng của sẽ nhận diện là chúng ta là B chứ không phải là A nữa ha. Cho nên là chúng ta luôn luôn bám theo cái đặc tính cốt lõi này để mà chúng ta thực hiện các cái hoạt động khác. Và cuối cùng đó là thương hiệu như một cái biểu tượng, thì nó thể hiện qua những cái biểu tượng cũng như là cái hệ thống nhận diện thương hiệu, thì tất nhiên cái này không thể thiếu được rồi, tên gọi này, logo này, vân vân. Đó, thì các bạn thấy là ở trên này các bạn thấy là có một cái hình ảnh, một cái thương hiệu. Biết thương hiệu này là thương hiệu gì không? Trên cái máy đỏ đỏ đằng sau cái túi quần này nè, một cái sản phẩm rất là nổi tiếng vào cái thời cô còn nhỏ nhỏ, thì cái thời đó chắc mấy đứa còn chưa ra đời nữa. Gọi là một cái nó không phải là cái điện thoại, nó cũng không phải là cái tablet đâu các bạn, mình nó giống như là một cái laptop nhỏ xíu vậy đó, mà chúng ta có thể đọc bọc được vô trong túi á, gọi là cái dòng Sony Vaio. Thì đây là một trong những cái sản phẩm thuộc cái dòng Sony Vaio thôi. Trong một cái giai đoạn thì Sony Vaio là một cái thương hiệu gọi là đắt đỏ ha, nghe nó ví dụ như bây giờ mua máy tính ha, muốn mua máy tính gì xịn sò thì mua MacBook chẳng hạn ha, thì cái thời điểm đó, đó thì xịn sò là mua Sony Vaio đó các bạn ha. Thì các bạn thấy là cái Vaio này nè, các bạn thấy cái chữ không? Cái thiết kế về cái biểu tượng này nè, thì các bạn thấy là nó sử dụng cái từ Vaio luôn, Vaio này, thì cái Vaio này là cái dòng sóng analog. Thì đó là cái biểu tượng của cái sóng analog, giống như là cái đường sinh sinh cốt cốt ngày xưa mình học đó, thì cái sóng analog của nó sẽ có cái hình dáng như vậy đó. Cho nên là người ta sử dụng cái hình dáng của cái sóng analog đó luôn để làm một cái biểu tượng, và cách điệu nó tự làm thành cái từ Vaio. Hay là các bạn thấy là cái quả táo ở trên Apple chẳng hạn, thì làm cái biểu tượng. Rồi ví dụ như Beat Tiger, đúng không? Beat Tiger thì là gì? Nó là một cái biểu tượng. Ví dụ như là chúng ta có thể phân tích bộ đó là đắt tiền và thể hiện được gọi là một cái sự đỉnh đạt, sang trọng và đỉnh đạt. Thì các bạn thấy rõ ràng là như nó thể hiện qua rất nhiều các yếu tố. Rồi lợi ích nè, thì giống như bền, đúng không? Tất nhiên bỏ ra nhiều tiền phải bền, phải xịn rồi. Rồi nó đắt tiền nữa chứ. Đắt tiền cũng là một cái yếu tố thể hiện đặc tính thương hiệu. Cảm thấy là mình quan trọng hơn và mình được ngưỡng mộ, mình giàu có hơn nè. Cái giá trị thì là gì? Hiệu quả, an toàn và cái danh tiếng uy tín lâu đời của doanh nghiệp, thể hiện qua cái văn hóa là Mercedes xuất phát từ Đức, tức là cái nơi đó các bạn. Hồi nãy mình có phân tích về về cái thương hiệu như một cái sản phẩm á, thì có cái yếu tố là nơi sản xuất á, thì là cái văn hóa Đức á, thì các bạn biết là nền văn hóa Đức là một cái nền văn hóa mà nó là những cái gia đình giàu có á, người ta không cho đi Anh mà người ta gửi đi Đức, bởi vì các bạn biết là cái trong một cái gốc để mà phát triển về sau. Cho nên là ví dụ như là mười mấy tuổi hay gì học học khoảng cấp 2, cấp 3 các bạn mà có tiền á là cho đi Đức chứ không phải cho đi những nước khác ha. Còn tính cách này
là gọi là một cái tính cách gọi là sừng sỏ, tức là một cái gì đó gọi là chúa tể của Sơn Lâm á. Các bạn không biết họ sử dụng cái tính từ nào cho nó đúng, nhưng mà ở đây các bạn thấy là nó thể hiện là một người làm chủ nè, có cái cá tính hơn, có cái tính cách riêng của mình nè, tài giỏi nè, rồi là thể hiện giống như là một cái người lãnh đạo. Thì các bạn biết chúa Sơn Lâm á ha, con hổ á, là chúa Sơn Lâm á, và cái xe giống như là một cái lâu đài nhỏ vậy đó. Rất là thoải mái, rất là tiện lợi, cho nên các bạn thấy cái thiết kế của chiếc mẹt nó rất là tiện lợi, rất là rộng. Mặc dù các bạn thấy là nó cũng dẹp, nó cũng dài, nhưng mà các bạn thấy vô cái thiết kế, các bạn ngồi trong xe các bạn cảm thấy nó khác liền. Tức là cái khoảng cách để các bạn để chân này, ghế này, rồi vô lăng này, rồi là các cái thiết kế nó rất là mượt mà, rất là mịn màng, và cái không gian nó rất là rộng rãi. Rồi cái người thành đạt á, thì cái chức vị cao và cái độ tuổi thì thật ra là hiện nay thì khoảng cỡ từ 45 tuổi trở lên thôi ha. Đó là về cái thương hiệu của Mercedes. Một cái ví dụ nữa về đặc tính thương hiệu của LG nè, thì cái bản sắc của thương hiệu á thì thông minh đó. Cái đặc tính của thương hiệu đó là thông minh, smart. Cái là cái cốt lõi của LG đó là smart, đó là thông minh ha. Nhưng mà các bạn thấy là gì? Delightfully, đó là cái câu khẩu hiệu, cái slogan của toàn bộ cái tổ chức là gì các bạn? Thông minh một cách vui sướng, tức là có một cái gì đó nó làm cho cuộc sống của mình nó thoải mái, nó tốt đẹp, nó vui vẻ, nó hạnh phúc hơn và nó sẽ tập trung vào những cái sản phẩm. Đây là gì các bạn? Cái dòng thứ hai này là gì? Đặt thương hiệu như một sản phẩm đó, tính của mình thông qua hệ thống sản phẩm của nó, cái nhóm sản phẩm của nó là sản phẩm kỹ thuật số, mang lại những cái lợi ích và những cái cuộc sống tươi đẹp cho mọi người. Rồi là trong cái thiết kế nè, rồi trong kinh doanh, bán hàng, dịch vụ vân vân, thì luôn luôn thể hiện một cái sự tin cậy, thân thiện. Và một cái sự gọi là các bạn đi vào trong những cái showroom, cái showroom của LG á, các bạn sẽ thấy gọi là những cái thiết kế hay những cái sự sắp đặt á, nó rất là hiện đại ha, và nó có một cái gì đó nó mình cảm thấy rất là tiện nghi đó, thì nó cũng thể hiện được cái phong cách này. Và cái văn hóa doanh nghiệp á, tức là gì đây các bạn? Cái văn hóa doanh nghiệp tức là cái gì? Thương hiệu như một tổ chức á. Thì là họ tập trung vào cái việc là luôn luôn đổi mới nè, làm việc cũng rất là vui vẻ và hoạt động, tức là đoàn kết như một cái tập thể với nhau á, và họ xây dựng cái hình ảnh, cái văn hóa doanh nghiệp này và họ tuyên truyền ra bên ngoài luôn. Cho nên là các bạn biết là có một đợt á, là công nhân của LG và biểu tình vì cái lý do là do công ty đối xử không có tốt cho họ, thì ảnh hưởng cực kỳ lớn tới cái thương hiệu luôn. Bởi vì các bạn thấy là người ta khẳng định là đây là một cái nơi làm việc là gì các bạn, mang cái tính tập thể nè, rất là vui vẻ, nhưng mà công nhân thì lại biểu tình như vậy. Thì các bạn thấy là gì? Mình tuyên bố thì mình phải làm cho nó đúng. Rồi các bạn thấy là gì? Cái thương hiệu LG này là viết tắt của từ Life Good đó, cuộc sống tươi đẹp đó các bạn ha. Và cái logo của nó thì cũng là vài bữa nữa thì sẽ có những cái slide có cái logo đó, thì cô sẽ chỉ cho các bạn nó là gì các bạn. Nó ghép từ cái chữ G và cái chữ L ha, tạo thành một cái mặt cười và một con mắt nheo lại, thể hiện một cái sự vui vẻ. Tại vì khi mà đá lông nheo cười cười thì có vẻ là cái gì đó rất là vui rồi, đúng không? Thì các bạn thấy là nó thể hiện thông qua cái thiết kế trong logo của mình luôn ha. Đó là bốn cái yếu tố mà chúng ta tập trung vào để mà xây dựng ra cái đặc tính của thương hiệu, đúng không ạ? Để xây dựng ra cái đặc tính của thương hiệu. Và khi mà chúng ta có thể hiện thương hiệu qua bất cứ yếu tố nào, qua sản phẩm, qua tổ chức, qua biểu tượng, qua con người, thì nó luôn luôn gì các bạn ơi, nó luôn luôn phải bám vào cái đặc tính là cái yếu tố hạt nhân của chúng ta, chứ nó đừng có thay đổi, chứ nó đừng có cái kiểu mà sản phẩm thì một nẻo, rồi biểu tượng một nẻo, con người một nẻo, tức là tính cách thì một nẻo, còn là cam kết của tổ chức thì một nẻo, thì là không có được. Cho nên là chúng ta đầu tiên là phải
chọn cái nhân tố hạt nhân trước rồi chúng ta bắt đầu gửi nó vào, mở rộng nó ra ở bốn cái khía cạnh tạo nên cái đặc tính của thương hiệu ha. Thì cô nghĩ là cái phần về đặc tính của thương hiệu ở trong cái chương này về lý thuyết á, thì cô chỉ cần giải thích kỹ về cái phần mà cô vừa nói thôi ha. Còn cái phần định vị của thương hiệu á, thì hai nhóm đều đã trình bày rất là tốt rồi, và cô cũng đã nói với các bạn là về những cái tài liệu mà các bạn chuẩn bị thì share lại ở trong lớp. Đồng thời cái phần định vị của thương hiệu này đó thì nó cũng là kiến thức cũ của chúng ta học ở trong marketing rồi, cho nên là cô sẽ không ôn lại lý thuyết cho các bạn cái phần này nữa, mà chúng ta để dành thời gian để chúng ta làm những cái thứ khác. Thì trong cái chương 2 về định vị về đặc tính thương hiệu này đó, thì các bạn sẽ có một cái bài tập, đúng không? Cái bài tập này thì các bạn thảo luận nhóm và các bạn cứ làm dần dần ha. Và các bạn chưa cần phải nộp vào lúc bây giờ, bởi vì các bạn nó còn liên quan tới các cái phần sau nữa, thì khi nào hoàn thành xong và cuối khóa rồi thì các bạn sẽ nộp lại cho cô luôn. Thì nó cũng là một cái bài tập gọi là dài hạn, nó trải theo cái nội dung của mình học, và cũng sẽ chấm điểm cho các bạn theo nhóm, được không? Thì trong bài gọi là trong cái phần này nè, trong cái chương này cô ghi lên đây để các bạn theo dõi nha, không thôi là đến hồi là quên mất là cái gì rồi. Nhóm hơn các bạn ha, làm nhóm ha, và nộp vào cuối khóa, tức là không phải là nộp từng phần đâu mà nó sẽ liên quan tới những cái phần khác nữa, cho nên là các bạn cứ làm rồi xong chương nào thì cứ làm chương đó, rồi dồn vô. Bạn sẽ phải làm cái gì, các bạn sẽ phải mỗi nhóm ha thảo luận chọn một cái ý tưởng ha, một cái ý tưởng kinh doanh, một cái sản phẩm luôn đi, tại vì là các bạn một cái sản phẩm ha, thì sản phẩm ở dưới rất là nhiều dạng khác nhau, đúng không ạ các bạn? Ví dụ như là dưới dạng là một cái vật thể, hoặc là một cái dịch vụ, hoặc là một cái hoạt động gì đó, gọi chung là sản phẩm dịch vụ đi nha, dịch vụ của nhóm ha, chọn một cái sản phẩm dịch vụ. Tức là cái này là do nhóm nghĩ ra nha, và không lấy sản phẩm sẵn có, trên thị trường giống như trong bộ marketing đó, các bạn phải đưa ra một cái ý tưởng hoặc một cái sản phẩm gì đó nó mới lạ, nó chưa có, được không ha? Và các bạn sẽ phải làm cái gì, xác định cái đặc tính thương hiệu. Một cái yêu cầu rất là đơn giản thôi, xác định đặc tính thương hiệu. Và hồi nãy cô nói với các bạn rồi, chúng ta để xác định được đặc tính thương hiệu thì phải làm cái gì? Thảo luận, động não và nghĩ ra được các tính từ thể hiện cho cái đặc tính đó, và chọn ra cái tính từ nào mà nó có thể thể hiện một cách rõ ràng nhất thông qua các cái yếu tố liên kết. Bởi vì cái đặc tính đó chính là cái cốt lõi, và nó thể hiện qua được cái sản phẩm không, thể hiện qua được cá tính, gọi là cái tính cách của thương hiệu không, rồi là thể hiện qua trong các cái biểu tượng được không, thể hiện qua cái tổ chức, cái hoạt động bán hàng, hoặc là sản xuất của mình hay không đó. Thì các bạn xác định được cái đặc tính cho nó, đó là cái bài tập nhóm. Và một cái phần nữa mà các bạn phải chuẩn bị, đó là các bạn chuẩn bị giùm cho cô, về mỗi người các bạn tự đọc trước giùm cho cô cái điển cứu, tức là trời ơi không biết là nó là cái bài tập đọc thêm số mấy, bây giờ cô phải bật ra cái
cái giáo trình nữa. Các bạn tải cái giáo trình về chưa? Dạ rồi cô. Trong cái giáo trình đó phía sau á, các bạn tìm giùm cho cô để cô coi nó trang mới nha. Rất là dài phía sau này. Trời ơi. Cái điển cứu EasyJet đó các bạn. Bài đọc số 1 ở cái phần phụ lục. Đây. Đọc. Tức. Bài. Đọc. Thêm số 1. EasyJet nha. Để mà bữa hôm sau vào, trước khi đi vào cái phần mới thì chúng ta sẽ giải quyết cái bài này. Thì ở trong cái bài này có câu hỏi không? Ôi, nó dài cả km luôn á mấy đứa, ráng đọc nghe. Này, đọc trước cái bài này và xác định giùm cho cô. Xác định đặc tính thương hiệu. Đặc tính thương hiệu của cái thằng EasyJet này là gì và nó thể hiện qua các cái yếu tố nào? Được không ạ? Đồng thời là cái bài nó rất là dài đó, nhưng mà chúng ta cũng sẽ học được nhiều thứ ở trong đó, những cái kinh nghiệm hay trong hoạt động marketing của EasyJet, được không? Đó là cái yêu cầu của cô đối với cái chương này. Đầu tiên là gì? Bài số 1 là mỗi nhóm sẽ làm theo nhóm nè, được không ạ? Làm rồi để dành đó từ từ, các cái phần khác thêm vô rồi nộp sau. Rồi và cái phần cá nhân của các bạn thì để mà chuẩn bị cho cái bài học tiếp theo, thì nếu ở trên lớp thì các bạn ngồi các bạn thảo luận nhóm được ha, nhưng mà bây giờ không ở trên lớp được thì các bạn tự đọc trước đi, tự đọc rồi trả lời những cái câu hỏi này trước đi, rồi bữa hôm sau chúng ta sẽ giải quyết cái điển cứu này trước khi chúng ta vào cái bài tiếp theo nha. Và các nhóm nó tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị để mà thuyết trình ở cái buổi tiếp theo, cái nội dung tiếp theo luôn ha. Thực ra là cái phần về đặc tính thương hiệu này nè các bạn, nó có mấy cái tình huống luôn đó. Thương hiệu Việt Mát nè, cái bài số 2 nè, rảnh thì đọc luôn nha. Đọc hết đi mấy đứa ơi. Nó hay ho lắm. Cái Việt Mát từ từ đọc đi, đọc cái đầu tiên và trả lời cái đầu tiên trước, được chưa? Rồi đọc cái bài thương hiệu phở 24 nha, đọc bài thương hiệu phở 24. Đọc trước đi, chưa cần phải trả lời đâu, nhưng mà đọc trước đi để vài bữa mình làm cho nó nhanh, khỏi phải mất công chờ đợi khi mà online như thế này, cái không gian nó tĩnh lặng cô sợ lắm. Nha, cho nên là đó là cái nhiệm vụ của các bạn khi mà kết thúc buổi học ngày hôm nay. Rồi, ok, hôm nay thì chắc là chúng ta dừng lại ở đây thôi. Và bữa trước không có học mà vẫn điểm danh á, là sao? Bữa trước nào? Bữa nào chẳng học, mấy đứa có thời khóa biểu là mình học hết mà, mình có nghỉ đâu đúng không? Sao đó Sang ơi, thứ năm á, thứ năm tuần vừa rồi á hả? Trời, sao lại có chuyện kỳ cục vậy? Thứ năm tuần vừa rồi á hả? Bật mic lên coi. Ngày 14 tháng 10 á, sao lại không có lịch học được ta? Dạ cô ơi, tụi em chỉ có lịch thứ 2 với thứ 4 thôi á, mà hôm đó là thứ 5.
Ủa vậy hả? Ơ vậy để cô xóa. Có khi nào cô lộn không? Ủa sao mà chép cha rồi hay là để cô kiểm tra lại nha. Ở nói chung là cái ngày đó thì bỏ qua đi, bây giờ cô tạo cho mấy đứa một cái bữa điểm danh ngày hôm nay nha. Cô dạy nhiều lớp quá có khi nó lộn xộn hơn ta. Chết thì cái chứ. Ok rồi bây giờ mấy đứa thoát ra đi, kết thúc buổi học ngày hôm nay tại đây đi và điểm danh vào